Sau Hoàng Nhật Điện xin kính chào các bác. Hôm nay là ngày 13 tháng 1 năm 2021. Em lên sóng một chiếc máy rửa bát Panasonic NPT7. Một cái model và cái mẫu mã này nó là đời chót của model này các bác nhé. Từ TL1, 3, 5, 6, 7, mẫu mã đều y hệt nhau, không có gì khác biệt. Xin các bác nào cứ lựa về kinh tế mà mua thôi. Con này TL7, hình thức còn rất là đẹp này, vỏ nguyên bản nhé, không có sơn gì, còn rất là trắng đẹp. Đấy, bản Sonic NPTL7 đấy, bản điều khiển thì nó chỉ thay đổi cái màu giao diện này thôi, các bác nhìn còn rất là đẹp này, máy mới đẹp nhé. Nhưng một con máy rất ít sử dụng, nhìn còn rất là chất, lưng nhiếc rất ok này, không có xước nhiều. Lô này nhập về khá là đẹp, sản xuất năm 2014 các bạn. Đây bản thông số đây, con này mã là 2996. Em để số 5 nhé. Máy đang rửa, các bạn nhìn không, phun này. Phun rất là mạnh nhé. Đấy, nước nghi ngút rất là nóng, nội thất rất là sạch sẽ. Đã test ok rồi. Chung là con máy đẹp long lanh, máy còn rất là đều, máy đẹp, rất là chất luôn. Một con máy rất mới đẹp nhé. Nội thất luôn này, nội thất rất là sạch đẹp. Các bạn, nước nóng rửa 80 độ C phun liên tục như này thì rất là sạch ạ. Đấy, ở đây là xếp 12 bát con này, 6 cái cốc, 6 đến 8 cái đĩa, đũa, thìa xếp đây, bát ô tô các bác xếp đây hoặc bát nhỡ. Nói chung là cái gì các bác xếp được thì các bác cứ xếp vào, xếp nghiêng 45 độ như trong trận bát thôi. Máy rửa bát Nhật trông như vậy mà rửa được 6 đến 8 người ăn, xếp được rất là nhiều. Rửa mỗi lần chỉ hết có nửa số điện và 11 lít nước thôi, rất tiết kiệm nhé. Các bác có thể nhìn đây, nó sẽ bơm 3 lần vào đây, cái khoang này bơm 3 lần vào đây. Đấy, thì 3 lần cái dây máy so mỗi lần đây chỉ tầm 3 lít hơn 3 lít thôi. Rửa xong thì các bác lấy khay rác này ra, rác nó sẽ thu hết vào đây. Đấy, thiết kế rất đơn giản, gọn nhẹ. Còn nhiều bác hỏi là viên rửa cho vào đâu thì viên rửa các bác ném thẳng vào trong này nhé. Cái khay này là thiết kế là để bột này. Đấy, nếu bột rửa các bác có thể đổ đây, còn không thì các bác đổ thẳng đây nhé. Đấy, con này em bán là 7,8 triệu giá chưa phí vận chuyển, chưa có đường nguồn. Các bác nào lấy các bác liên hệ nhé. Chào các bác.